Hello, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Hôm nay là chiều thứ 7, mình ngày 26 tháng 11, mình quay sơ cái cây nho thân gỗ của mình trồng tháng 3 tháng 4 năm nay, mùa tháng 3 tháng 4 năm nay ha. Lúc mùa đã cũng có hoa lác đác, nó được 2 3 vụ hôm nay, năm nay ăn cũng được vài trái. Bây giờ tới mùa đông á thì cây nó vẫn rất là sung, nhánh lên tới nóc nhà luôn. Cây này khi mua người bán nói cũng gần nhà mình là nó đã 9 10 năm tuổi rồi ha. Thì mình sang chậu cây từ chậu 25 ga lông á, mình sang qua cho nó, mình bỏ vào chậu 45 ga lông cho nó mau phát triển. Thì mình cũng thúc cái cây này nhiều bằng cách bón phân đạm á, từ phân cá rồi bone meal mua nhiều ở chợ, Home Depot hoặc là Lowe á. Thì thấy tác dụng của mấy cái phân hữu cơ nó cũng rất là hiệu quả trên cây này. Mình rất là ít bón phân hóa học, ngoài trừ là lâu lâu bỏ những cái dạng mà tan chậm á, slow release, osmote 14 14 14 cho tốt cây vậy thôi. Nhưng mà cứ 3 4 tháng á, thì bỏ chừng một muỗng cà phê vậy thôi, nhưng mà phần lớn á, thì mình bón mỗi tháng mình bón phân cá với lại phân cá với lại phân trùng gọi là earthworm casting á, và bone meal. Mình không có xài phân gà hay là phân bò gì nó gây ra những cái con sùng đất dưới gốc cây á. Mình bị cái trường hợp đó rất là nhiều với cây mãng cầu, nó ăn rễ rồi phải tìm thuốc trị nữa. Đây đây là cây nho thân gỗ nhà mình ha. Tới tháng 11, cuối tháng 11 rồi vẫn còn lác đác vài trái nè. Cách đây tháng đã có trái rồi, ăn một đợt cũng mười mấy trái. Bông bông cũng bây giờ cũng thường thấy bông, những cái đốm nhỏ 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 chi chít trên những cái cành này là bông nè. Các bạn thấy là hoa của đó nó rất là nhiều, nhưng mà mùa đông này nó có thể nó không có nở nổi tại quá lạnh. Khí hậu ở San Diego này mặc dù nó cũng so với đại đa số mấy cái tiểu bang Mỹ á, thì nó gọi là ấm áp á, nhưng mà nó tới tháng này nó vẫn rất là lạnh. Nhiệt độ trung bình ban đêm á có thể 35 40 độ là bình thường, 35 40 độ F á. Đây nè, bạn thấy hoa không? Rất là nhiều hoa nhưng mà mình nghĩ nó không đậu trái nổi đâu. Cái này sẽ khô và rụng hết. Nếu mà mùa xuân năm sau mà hoa nở như vậy á thì đậu rất là nhiều trái. Đây là cái tán cây nè. Mà mình để cái chậu bonsai hoa giấy kế bên đó, rồi dằn lại cái miếng lưới đó, cho mấy cái con mà lâu lâu có mấy con chuột con raccoon lại nó phá, nó bơi tùm lum tà la đất lên. Cây này là cây cây lá cẩm không, để về để tưới nước cho nó thì nó xuống đây luôn đỡ hao nước, xem như hoa giấy có cái lỗ thông xuống đó, tưới rồi nó xuống luôn. Mình lót những cái này lên nè, để cho nó đừng có bơi, mấy cái con chuột rồi mấy con raccoon đồ đừng có bơi đất lên nhìn hư rễ hết. Thì đây cũng là một trái nữa, các bạn thấy một trái nữa, một trái khác nữa. Mấy cái trái này mà chín mà mình ăn không kịp á, là chuột mà nó đánh hơi được thì nó ăn cũng nhanh lắm, mình bị rồi. Còn đất á, thì có điều kiện thì các bạn mua đất potting soil nè,
mấy cái chỗ mà bán sỉ của mấy dụng cụ làm vườn đồ hay là mấy cái nursery nó cũng bán đó, thì mình thấy chỗ nào mà bán giá cả phải chăng thì mình mua thôi. Cái này cũng không có phải xài nhiều đâu các bạn, cái này pha với lại đất sẵn trong chậu đó, tại xài nhiều á mình nghĩ nó cũng dư đạm, nó không có tốt cho cây. Thì cứ mỗi 3 tháng thì 4 phân cho nó, thì như mình nói mình dùng cái này nè, cái fertilizer này nè, pha loãng nó ra với nước ha. Nếu mà sợ cũng không có mạnh đến nỗi mà cháy rễ gì đâu. Thường thường mình pha là 1 muỗng cà phê ha, 1 gallon nước mình pha loãng vậy thôi, nhưng mà mình tưới khoảng 3 tuần mình tưới 1 lần. Còn dưới này là đất Fox Farm như mình nói nha các bạn, dùng kèm với lại phân cá với lại phân trùng với lại bone meal. Cái này thì mình pha chừng 2 cái chén như vậy thôi. Cái chén này cho mua ở ở đó mình ăn, mua đồ ăn fast food ở Costco nó có đó, mì hay là cái gì đó, mình save lại mình dùng nó, mình múc đất nước rồi này nọ thôi. Mình pha chừng 2 cái chén này với lại trộn với cái đất cũ trong cái cây thôi. Nếu mà đất cũ nhiều quá thì các bạn có thể dùng nó để trồng rau hay là cái gì, hay là save lại để trồng những cái cây khác nếu mà mình muốn trồng thêm hả. Thôi video cũng dài rồi, mình xin tạm dừng ha. Để dịp khác mình quay thêm những cái cây sau vườn của mình ha, như sabuche hay là mãng cầu đồ, mình cũng có khá khá mấy loại cây ăn trái ha, trồng để relax thôi. Cuối tuần có cái mà relax rồi xả stress trong công việc thôi. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Nếu thích video xin các bạn nhấn like giùm ha, hay là subscribe. Have a good weekend nha, everyone. Bye.